Alo. Và đang đến với trận đi đầu thứ tư của xe đấu này. Như vậy chúng ta sẽ là người phải đi bật và đến với trận đi đấu này. Bên mình là Baby Per Egypt Heat. Vâng, 3 tuyển và kèm với đó là Babylon trong tay game thủ Van Love. Và bên kia, vâng, 2 Katha, Egypt và Persian. Vâng, trận đi đấu mà đánh giá quân đội mình, vâng, là có thể lợi thế. Vâng, tuyển hơn khi mà mình có hai hệ cung, đó chính là Egypt và Hitty. Vâng, có lẽ sẽ vẫn là thế trận mà hai chém và hai cung cho game thủ bên phía Hà Nam. Đây là màn hình máy Persian đến từ Hoàng Mai Nhi. Một trận đấu mà hiện tại tôi đã thấy dường như là đang khá nhiều voi. Rồi đây là một con voi còn đang vẫy tai, không biết đây có lòi dành cho một đôi không. Vâng, Persian có hươu và có voi trừ thời điểm ban đầu dành cho Hoàng Mai Nhi. Và đây là máy game thủ Vlog với bài đấu Babylon. Và dường như đây trận đi đấu mà nhìn qua tất cả các máy game thủ bên phía Hà Nam và dường như nhà nào thì cũng khá tươi về đoạn thì phải. Đây là màn máy Hitty đến từ game thủ trẻ Văn Nhất. Một bài đấu mà dường như em sẽ chỉ đánh với 25 dân và khả năng. Và dường như là Hitty trận đi đấu này em sẽ là người đánh chém. Vâng, kích một bài đấu rất khét dành cho Hitty. Vâng, có lẽ một bài đấu cầm chém ra sẽ là bài đấu cần phải chém khoảng tầm 1,5. Và có lẽ chơi em chém chết một nhà và chém yếu một nhà. Và đây là máy game thủ Ronan Tiễu, màn hình máy cuối cùng với bài đấu Egypt 26 dân. Và trận đấu này chúng ta cũng là bài tươi. Vâng, 27 dân và kick trong đầu 8. Rồi, 4 nhà game thủ ra trận đấu này đều là bài vở khá tươi. Nhưng trận này Egypt của game thủ Tiễu, vâng, dừng không quá đẹp. Vâng, dừng không được đẹp dành cho bài đấu Egypt. Vâng, có lẽ thời điểm đầu tiên đã xem màn hình máy game thủ trẻ Văn Nhất đi. Vâng, về thông tin báo về đây trận đấu mà Hoàng Mai Nhi. Vâng, Hoàng Mai Nhi đối đầu với game thủ Văn Vơ, một trận đấu mà Vơ cũng là bài đấu Persian. Vâng, như vậy cánh bên này thì sẽ là cánh của hai Persian đối đầu với nhau và một con giò đầy đủ công giáp đến từ Hoàng Mai Nhi. Và có lẽ tình huống này như vậy sẽ là tình huống mà vâng đổi dân đến từ hai game thủ. Rồi bò bế khoanh quả. Vâng, đang hơi mất tay và hiện tại con giò mình chưa ăn được quá nhiều dân. Vâng, thủ lại một P và turn này nông dân của Persian chắc chắn sẽ hoảng. Vâng, hai nhà BL đến từ game thủ người cầm mô 3. Vâng, hai nhà BL và một nhà BP. Như vậy trận đấu này khả năng cao là Văn Vơ không thể đi qua đây được. Vâng, bên kia đứng thủ. Vâng, lạc đà đứng thủ với tôi, đây là hai con. Vâng, chơi luôn. Vâng, sẽ tôi thi đấu chúng ta sẽ bỏ lạc đà. Vâng, kệ cho một con lạc đà của Persian, thích chém gì thì chém. Vâng, không biết anh đã sinh P chưa nhỉ. Vâng, nếu anh sinh P mà lấy được ngay một con lạc đà đầu tiên thì tôi nghĩ là thế trận mà game thủ Văn Vơ sẽ là một thế trận gần hoảng. Không, đội bạn có tình huống khá tình đòn. Vâng, khá tình đòn dành cho Văn Vơ tại cánh bên này. Và đây là máy cánh bên thủ Văn Nhất. Vâng, 28 trận đấu này Văn Nhất dường như cũng chưa đi vâng chưa đi quá sâu thế bài của mình. Vâng, 1 BL và 1 BA và cũng có tình huống thủ P. Vâng,
Vâng, như với cánh bên này thì hiện tại đang thế trận mà hai Persian solo với nhau. Và thông tin báo về dường như là bài đấu mà game thủ màu 5. Vâng, màu 5 đang có một bài đấu dâng BL khá cao. Vâng, cả trận thi đấu này. Vâng, ông màu 5. Alo, và tôi quay trở lại với trận thi đấu này. Như vậy tham lai 64 đến từ Egypt. Và dường như trận thi đấu này hiện tại tham lai của Tếu làm tay khỏe nhất bây giờ thì phải. Vâng, 64 một bài đấu Egypt. Và phải nói thế bài của Tếu trận thi đấu này nó khá xấu. Và không biết Tếu đã cơ cầu cho mình cái vâng lên cái giáp cho nó khỏe hơn chưa. Bên kia là bài đấu mà khá đông chém. Vâng, có lẽ cần phải có 50 vàng để cho Tếu có thể lên giáp 4. Vâng, đây rồi, bên kia Persian màu 6 đang khá đông lạc đà. Và thông tin báo về dường như hiện tại tham lai vẫn là một tham lai cân. Và đây là máy game thủ phải lấp. Và không, được cánh bên này Babylon cho bài đấu đánh cung chủ được tham lai ra tụt xuống chỉ là 12. Vâng, Văn Nhất thì sao? Vâng, 26. Vâng, đây là trận thi đấu mà màu 5 nó dành cho game thủ Chipboy. Là bài đấu thì đầu tiên chém khá khỏe bài đấu của game thủ Vlog. Và thông tin Tiếu báo về. Vâng, thời điểm này Tiếu đang bị ốp lên. Vâng, rất đông lạc đà game thủ bên phía Liên Quân. Vâng, rất đông lạc đà. Và tuần thi đấu này ta chờ đợi một tuần cùng rồi Egypt có thể hiện một sự khác biệt. Vâng, Egypt đang đứng thế rất đẹp. Vâng, dường như là chơi này tơn được. Vâng, tơn này chơi được thì phải. Không, cùng rồi Egypt cần phải nở lại một tơn. Vậy anh em nào có thực thì bơm cho Tiễu một tơn nha. Vâng, nhưng mà tình huống này vâng, quân đồ bạn là quá đông. Vâng, sợ tình huống vừa rồi nếu như Tiễu có thể lên cái giáp 4. Vâng, tình huống ốp nhà vừa rồi là mình kịp lên cái giáp 4 thì tôi nghĩ vẫn là chơi tươi. Vâng, tình huống vừa rồi thì Tiễu cũng chỉ là giáp 2 cho cùng rồi Egypt. Vâng, đang vâng, hiện tại thì Tiễu là người đang bỏ nhà và cùng rồi M7. Vâng, M7 U98 vâng, bọn cũng là cùng rồi Egypt. Vào thế trận mà nhà game thủ Tiễu tham lai tụt xuống chỉ là 23. Vâng, như vậy tham lai đang bị đè đến từ game thủ bên phía Hà Nam. Vâng, Văn Nhất thật sự là thời điểm này là tham lai khỏe, bên mình chỉ là tham lai 37. Vâng, thấy trận mà có lẽ thời điểm này thì game thủ và có lẽ thời điểm này game thủ Ronan Tiễu sẽ là bài đấu cơ cấu lại. Vâng, lạc đà của Hoàng Mai Nhi.
Và bên kia cũng đang khá đông cùng R đến từ game thủ 17 và lạc đà của game thủ Văn Vơ. Vâng, Hoàng Mai Nhi thì sao? Tham Lai là 17, một thế trận mà anh còn nguyên lạc đà. Vâng, Tham Lai 17 là anh có khoảng 15 lạc đà và 2 dân. Và trận đi đấu này là một thế bài, vâng, nhà của Tễu với bài đầu Egypt là một thế bài không được quá mắc binh. Và khi mà những cánh rừng đều giật vào bên sau những cái khoanh ruộng của mình và những chiếc nhà bè thiết kế trên dốc. Vâng, yếu về ruộng như là yếu về rừng dành cho bài đấu này của game thủ Ronan Tễu. Rồi, trận đấu này thời điểm này tôi nghĩ là nếu như Tễu có thể cơ cấu vần đầu được Tham Lai thì vẫn là tươi đấy. Bên kia dường như là những nhà chém thì không còn quá nhiều dân. Và bên kia dường như là những nhà chém của đội bạn là không còn quá nhiều dân. Đây là máy ven lớp, anh đang hồi lại. Và thời điểm này sẽ chuẩn bị sóc thiết kế những khoanh ruộng và để tăng những chiếc nhà bia. Và đây là máy Hoàng Mai Nhi. Và anh vẫn đang giữ cho mình số lượng lạc đà. Rồi, đang lùa game thủ 17. Và có lẽ thời điểm này quay trở lại máy Tễu đi. Và không có gỗ để giải Ether này. Và đứng sát vào, đội bạn màu 5 cũng đang đến. Một tuần xanh chín đến từ cả bốn game thủ. Vâng, bên kia nên nhớ là đôi vào những nhà chém bên kia là không được quá nhiều dân. Rồi 8-8, đằng sau có 8 đông lạc đà phết. Vâng, còn Văn Nhất thì sao? Rồi, Nhất Tham Lai Hitty. Vâng, Tham Lai em vẫn là 31 này, một Tham Lai ổn, lần lạc đà kẹp cùng R. Vâng, gì là thông tin báo về em cũng chăn được khá nhiều nông dân đến từ bài đấu của màu năm như là game thủ, các game thủ nhà chém rồi. Vâng, cần phải tân thi đấu mà game thủ với lớp anh sẽ phải người hồi thật nhanh. Không như anh bị phát hiện. Tham Lai 25, không biết thời điểm này Tham Lai là bao nhiêu. Rồi tiếp tục phát hiện ra khoảnh quả. Vâng, liệu rằng sau tân thi đấu này, vâng, ra còn lấy lại được Tham Lai sau một tân lọt ruộng chính game thủ 17 không? Tôi đang rất đông dân. Vâng, đang rất nhiều dân đến từ game thủ U98 và dường như U98 đang không để ý. Rồi một tuần một đồ ăn đen ruộng nhưng mà hơi nhầm, vâng, dân chạy hơi sai. Vâng, chim én đi, ăn xong én đi em. Tham Lai là 24, vâng, không, bên kia mình cũng làm bị mất khoanh quả. Không biết thời điểm này Tham Lai bao nhiêu rồi. Vâng, bơm mạnh đồ, mạnh đồ để cho game thủ về lớp anh có thể hồi lại. Vâng, Tễu thì sao? Vâng, 21, Tễu là người ít dân. Vâng, không biết là Nhất với vâng với Tếu có phối hợp lấy Tham Lai ông 17 không? Vâng, Tham Lai rất to đến từ U98.